rừng rừng một nhánh hoa đào nở yên lặng bên tường rào nhà ai. Ba ngày gió phủ mưa bay, mấy đài hoa rụng rơi hoài tường rêu. Tôi cúi nhặt mấy cánh đào rơi dập dùi mưa gió, mấy cánh đào phải nhỏ nhẹ rớt bên. Ngõ hoa đào không còn đào hoa tóc, tôi thẫn thờ bước chậm chậm nhìn lên. Đây một chương tòa biệt thự cao sang, sao nỡ để liễu dương nhỏ lệ không qua đào. Chủ xưa tất thời bỏ của mà còn không nở phát ly liễu đào đôi ngã. Người ai là bậc cao sang, sao lạc lơ bỏ cội đào dần. Lão phải gì quá, lão đem trong gốc đào ra tường này. Ông lão trồng qua nhìn tôi như hỏi, câu về đâu mà thương lấy quá đào. Đào không ở đường Tây Ninh, tôi thẹn thùng vội dởm bước chân. Ông lão gọi tươi cười, ông lão gọi con người ta là hoa của đất, sao không dù bất kỳ trôi bỏ một loài hoa. Hãy
phân ly hoa đào. Giảng rồi ông lão trồng hoa, để lại cây cúc trắng hồng đào xanh tươi cát. Tôi hỏi ra người nhà liền cho biết, ông lão đã mang hoa đào vào trồng đất Tây Ninh. Giật mình tôi bay về cùng ông lão rằng Tây Ninh không thắp sắc hoa đào. Người Tây Ninh chỉ được nghe suối reo chim hót, nghe tiếng gió chen qua từng vách núi ngàn năm. Nắng lửa mưa dầu đất khô cằn bát phước, chính lão mang hoa đào về lại đất cao nguyên.